này chưa, cái này chín rồi. Ủa nó nằm chết luôn á. Bẻ đi anh. Chưa chín bẻ gì trời. Chín rồi, nói kêu bẻ đi. Xin lè bẻ chi. Nó vàng nó nặng rồi. Nè em rờ hai trái này, dễ hiểu nè. Trái này chín rồi nè. Xin lè. Cầm đi em bẻ. Bẻ vô không ăn được nè. Bỉ nhà, bỉ nhà. Bỉ bình, bỉ bầu bạn. Người đẹp vậy. Quay phim đúng không? Không quay phim á. Chụp hình nè. Hả tướng phải không? Bưởi trồng trong mát như vậy mà trái rồi nè. Ở nhà trồng ngoài nắng thì nó chích nắng. Trong vườn cao su nè. Đi tìm nó hói coi. Ủa, sữa nó lên cây quá trời luôn kìa. Nè, có cái măng cục nè. Quay măng, quay măng. Ồ, cái tiêu này chết queo rồi, trời ơi, đứt rễ hết luôn. Nội cắt nó chứ chết gì. Có nấm mối hả? Nè, có cái tiêu này đủ ăn. À, coi măng tre, măng măng đen, măng xanh này, có mà mấy bụi măng, mưa nó mọc măng quá trời, măng su su bự, cao su 10 năm. Đâu có đâu, sẵn ăn luôn á. Trời. Sẵn đi. Để nồi sẵn. Măng xanh nè, măng đen nè, ừ, măng đen nè. Măng đen này mới giá trị nè. Đó. Măng đen này nhiều lắm, lên lên mấy chục mục luôn. Trời ơi, tôi thấy ít lắm hết rồi trời. Ở ngoài đây nè, ngoài đường này lên là ngoài đường này lên là chúng nó bẻ hết. Bởi vì ăn ăn mấy cái ngoài đường trước. Măng nè, măng đen nè, đen này sát đường. Trời ơi, nó mấy chục mục, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 mục. Trời ơi, đúng. Nè, 20 mục măng nhỏ nhỏ, quá trời luôn. Cái mục này mấy tụi nó nhăn giỏng như đây nè. Ừ, mục bự này bẻ được nè. Kìa, hai mục trong bẻ được kìa. Trời bá luôn. Trời ơi. Trời ơi, quất nó chết. Nè, đây hai ba mục nữa nè. Đường, ngoài đường vậy nè. Đưa tay ra, đưa tay ra. Thôi. Đưa tay ra, đưa. Đây có cây gì?